33 bị nấm trắng, ta nên làm gì? Nấm trắng trên 33 có thể là một vấn đề nghiêm trọng, cần được xử lý sát trùng, kỹ lưỡng để ngăn chặn sự lây lan và điều trị bệnh. 1. Tách 33 bị nhiễm nấm. Đầu tiên, hãy tách riêng 33 bị nhiễm nấm ra khỏi các cá thể khác trong hồ. Đặt 33 vào một hồ nuôi hoặc bể riêng với nước dùng sạch và không có cá thể nhiễm nấm khác. 2. Vệ sinh hồ nuôi. Loại bỏ tất cả vật liệu và chất lưỡng cư gây lây lan nấm trắng. Làm sạch và khử trùng hồ nuôi bằng cách rửa nước khử trùng như cơ lâu hoặc kali và manganese, đảm bảo cho hồ nuôi sạch sẽ và không có tác nhân gây nhiễm trùng. 3. Sử dụng chất khử nấm và sát trùng cho 33. Để sát trùng cho 33 đang bị nấm trắng, ta có thể dùng muối hột như liều lượng sau: 30-50g muối hột pha trong 1 lít nước, ngâm 33 trong vòng 10-20 phút tùy vào tình trạng con 33 bị nấm. Sau đó, rửa sạch 33 bằng nước sạch để loại bỏ tạp chất và muối dư thừa trên cơ thể. Ta tiến hành khử nấm cho 33 bằng dung dịch methylene blue với tỷ lệ như sau: 10-20g dung dịch pha với 1 lít nước ấm nhiệt độ thấp, ngâm cho nấm khỏi con 33. 4. Trộn thuốc vào khẩu phần ăn. Khi 33 bị nấm trắng ngoài da, nếu muốn 33 nhanh hết thì đồng thời điều trị kết hợp cho 33 ăn thức ăn có thuốc. Ta tiến hành trộn tetracycline cộng nicitatin vào thức ăn. Lưu ý, tùy vào số lượng và trọng lượng của 33 mà ta trộn. Những phương pháp vừa nêu là cách trị cho 33 con từ 1 tuần đến 2, 3 tháng tuổi được nuôi trên hồ xây xi măng hoặc bề bạt. Video sau, mình sẽ chỉ các bạn cách trị nấm với mô hình lớn, nuôi ảo đất cho 33 từ 3 tháng tuổi trở lên.